tối ngày hôm nay là buổi tiệc cưới của Trấn Thành với Harry Won. Xin cảm ơn mọi người. Ngày hôm nay Trấn Thành muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một người con gái mà mới thăng quan vẫn đang hứng chịu biết bao nhiêu lời đàm tiếu, những sự nhịn nhục, thậm chí là chỉ trích. Nhưng sau tất cả những dòng bão, tôi vẫn quyết định ở bên người con gái đó, mang đến hạnh phúc cho cô và muốn cùng cô đi hết quãng đời còn lại của mình. Và người đó chính là Harry Won. Anh nghĩ rằng là khi anh đã lựa chọn em thì anh đã hiểu được con người em như thế nào, và anh không cần biết là mọi người nghĩ em ra sao, chỉ cần anh hiểu em là đủ. Và anh tin chắc rằng là em có đồng ý là vợ anh không? Hỏi anh gì đi. Anh có thể nuôi em hết suốt đời được không? Thái dù. Chờ một ai đó đến bên anh đang lặng. Sai thời điểm, mọi người biết đến hai đứa yêu nhau với một cái thời điểm nó hơi nhạy cảm và nó không có hợp lý để mà người ta tin là hai đứa này đã yêu nhau thật. Thì thật sự ra thì với Trấn Thành từ xưa tới giờ, tôi là một cái người thích tự do, không thích sự ràng buộc. Em cũng vậy đúng không? Chắc chắn là vậy. Không bao giờ mà Thành nghĩ là Thành sẽ lấy vợ sớm như vậy. May mắn là trong cuộc đời mình gặp phải Harry. Thành nghĩ là không biết là mình có thể yêu nhau được bao lâu, nhưng mà chắc chắn rằng là khi đã gặp được nhau, khi đã quyết định cưới nhau, ở với nhau, thì anh cũng không có hy vọng rằng là cuộc đời mình chỉ toàn là nụ cười. Cái điều đó nó viển vông đó. Chỉ hy vọng em là mỗi khi khó khăn nhất, sắp buông tay nhỏ nhất, thì mình nghĩ đến những cái giây phút ngày hôm nay. Có rất nhiều người chứng kiến cái cảnh này mà vị tha hơn, bao dung hơn, bỏ qua cho nhau để có thể đi đến cuối cuộc đời. Thưa quý vị, chắc là không khóc nữa tại vì nó rất là vô duyên. Bây giờ kể từ giây phút này trở đi thì Harry Won sẽ là
và xã của em sẽ cố gắng hết sức có thể để có thể mang đến hạnh phúc tốt đẹp nhất cho Harry Won. Và hy vọng là quý vị khán giả, tất cả chị em đồng nghiệp, tất cả những người bạn thân nhất đã yêu thương tụi em rồi, hiểu tụi em rồi, thì tiếp tục yêu thương tụi em và giúp cho Harry Won có được niềm vui nhiều hơn trong cuộc sống. Cảm ơn chị. Bỏ. Không được rồi, nhưng mà ý nói là tụi em cứ tạo cái sự hôn làm sao cho nên là anh em chụp hình nó đẹp để có gì giữ là giữ cái mình kỷ niệm cho đẹp. Tạo thế là mà, ví dụ như em biết hôn không? Không biết hôn đứng ra bên đây làm thử cho coi nha. Ví dụ như là mình phải đưa xuống chụp hình cho đẹp. Vậy rồi cho nó vui nha. Ok, làm lại nha. 1, 2, 3, yeah. Bam 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 bam. Hii. Bam bam. Chưa hết nhạc. Làm lại. 3, 1, 2, 3. Đèn 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 đèn. Đã quá. Đèn 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 đèn. Ủa sao không hôn như vậy? Được rồi hả? Được rồi hả? Ok.